Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực thị ủy, chủ trì hội nghị sao ban với các ban thị ủy, ủy ban kiểm tra, văn phòng thị ủy, trung tâm chính trị thị xã và các tổ chức chính trị xã hội thị xã về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2024. Liên đoàn Lao động Thị xã tổ chức lễ phát động, đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và hưởng ứng tháng công nhân năm 2024. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đón 86.700 lượt khách du lịch. Đóng góp của nhân dân thị xã Nghi Sơn trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Sáng ngày 3 tháng 5, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị giao ban với các ban thị ủy, ủy ban kiểm tra, văn phòng thị ủy, trung tâm chính trị thị xã và các tổ chức chính trị xã hội thị xã về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2024. Sự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, phòng nội vụ thị xã. Tháng 4 năm 2024, cấp ủy chính quyền từ thị xã đến cơ sở, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vụ chim xuân, cho đàn gia súc gia cầm, tập trung chỉ đạo thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các dự án, quản lý đất đai tài nguyên môi trường, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh theo kế hoạch, chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng dạy và học chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024, tập trung thực hiện công tác cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra giám sát, công tác tuyên giáo, khoa giáo, công tác dân vận và các hoạt động công tác của văn phòng cấp ủy. Trong tháng 4 năm 2024, Ủy ban kiểm tra thị ủy tiếp tục tham mưu thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng, ban tổ chức thị ủy đã thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác. Trong tháng đã giới thiệu sinh hoạt đảng cho 17 đảng viên, trong đó truyền đảng ra ngoài đảng bộ thị xã 4 đảng viên, truyền trong thị xã 11 đảng viên, truyền đến thị xã 2 đảng viên. Ban tuyên giáo thực hiện tốt công tác nắm tình hình dư luận xã hội, công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, phối hợp với trung tâm chính trị thị xã, tổ chức mở một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2024 với 73 học viên, tổ chức hội nghị báo cáo viên thị xã định kỳ tháng 4. Ban dân vận thị ủy đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đẩy mạnh sản xuất, chăm sóc cây trồng vụ chiêm xuân, tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, tích cực tham gia các hoạt động, chào mừng các ngày lễ, các ngày kỷ niệm của đất nước, của địa phương trong tháng. Chủ động nắm tình hình của nhân dân, dư luận xã hội, tình hình tôn giáo dân tộc, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Văn phòng thị ủy phối hợp thực hiện kịp thời công tác tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ và thường trực thị ủy trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phối hợp tham mưu ban hành một chương trình, ba kế hoạch, 17 quyết định, năm báo cáo, 35 thông báo kết luận của thường trực ban thường vụ thị ủy tham mưu đảm bảo chế độ chính sách, điều kiện công tác cho cán bộ công chức, người lao động hoạt động thường xuyên của các cơ quan cấp ủy, đảm bảo hoạt động công tác chuyên môn khác trên các lĩnh vực văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin, cơ yếu, bảo vệ cơ quan. Hoạt động của Đảng Bộ, các tổ chức chính trị xã hội cơ quan tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức sơ kết công tác quý I, truyền khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024, lãnh đạo các tri bộ, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong tháng 5 và những tháng tiếp theo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã trao đổi rõ hơn về những nội dung mà các đại biểu đưa ra tại hội nghị. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, đồng chí đề nghị ban tổ chức tiếp tục tham mưu hoàn thành giả soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thực vụ và các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý, báo cáo ban thực vụ tỉnh ủy phê duyệt, sớm hoàn thành kế hoạch và tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ nguồn quy hoạch, ban chấp hành đảng bộ thị xã chỉ đạo các nhà trường trung học phổ thông nắm được số lượng quần chúng đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, đủ điều kiện để kết nạp đảng cho các cháu học sinh, đồng thời đảm bảo về chỉ tiêu trong năm 2024. Ban tuyên giáo thị ủy tham mưu kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức hội nghị tập huấn ban chỉ đạo 35 thị xã, tiếp tục định hướng công tác tuyên truyền cho các cơ quan truyền thông thị xã, ban dân vận thị ủy, tiếp tục nắm chắc tình hình cơ sở, nhân dân, tôn giáo, dân tộc và có định hướng để người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đẩy mạnh các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã. Ban kiểm tra thị ủy tiếp tục hoàn thiện các cuộc giám sát về quản lý đất đai trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã. Văn phòng thị ủy đôn đốc các đơn vị để báo cáo về các nội dung mà thường trực thường vụ kết luận theo yêu cầu. Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị xã tổ chức các buổi đối thoại với nhân dân, quan tâm hỗ trợ về vấn đề nhà ở cho các hộ nghèo. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tiếp tục triển khai các mô hình xuyên suốt. Trong năm 2024, triển khai có hiệu quả chương trình mẹ đỡ đầu cho các cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội nông dân phối hợp chặt chẽ với cấp hội cơ sở trong công tác thu hoạch vụ chiêm xuân năm 2024, đảm bảo năng suất hiệu quả, đặc biệt trong mùa mưa bão. Liên đoàn Lao động Thị xã tiếp tục nắm chắc tình hình đoàn viên, nhất là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, để lập hồ sơ đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí thăm hỏi kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Ban khu Kinh tế nghi Sơn để nắm chắc tình hình người lao động tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp FBI trên địa bàn thị xã, tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng an toàn lao động, và phát động chiến dịch 95 ngày kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam đánh giá công tác thi đua cho công đoàn trong khối trường học và tiếp tục tuyên truyền thành lập công đoàn cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thị xã tổ chức gia quân chiến dịch hè năm 2024 hiệu quả thu hút đông đảo số lượng đoàn viên tham gia. Hội cựu chiến binh Thị xã chuẩn bị tốt các điều kiện về nội dung, báo cáo để tổ chức hội nghị tổng kết phong trào hội cựu chiến binh gương mẫu thành công tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 3 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị, Liên đoàn Lao động Thị xã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và hưởng ứng tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Sự lễ phát động có đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã Nghi Sơn, Đồng chí Trịnh Tiến Dũng, thị ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Đồng chí Lê Thị Kim Liên, ủy viên Ban Thường vụ, Tránh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã, chủ tịch công đoàn cơ sở và các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Sơn kêu gọi các ngành, các cấp, các đơn vị doanh nghiệp cùng tổ chức công đoàn đồng hành hướng về người lao động làm những việc có ích cho những người làm ra sản phẩm phục vụ đời sống xã hội đóng góp to lớn vào sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương chủ cơ sở phải chấp hành nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động thường xuyên kiểm soát phòng ngừa các nguy cơ rủi ro trong quá trình lao động tổ chức chăm sóc sức khỏe sớm phát hiện xử trí bệnh nghề nghiệp khắc phục ngay những mối nguy không bảo đảm an toàn các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đối với người lao động, giúp đội ngũ công nhân lao động yên tâm công tác, phát huy trí tuệ xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Kêu gọi toàn thể đoàn viên công nhân lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm với những việc làm thiết thực cụ thể, phát huy bản chất tốt đẹp của giai cấp công nhân cùng đồng hành chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công nhân lao động sống và làm việc theo quy định của pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn cơ sở không ngừng học tập rèn luyện nâng cao trình độ chính trị học vấn tài nghề chuyên môn kỹ thuật và kiến thức pháp luật từng bước hình thành tác phong lao động công nghiệp vì lợi ích của người lao động vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ đồng chí trương bá duyên phó bí thư thường trực thị ủy ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các cấp công đoàn cán bộ đoàn viên người lao động đối với sự phát triển của thị xã trong thời gian qua đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã trong việc nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ tỉnh ủy trong hoạt động công tác công đoàn nói chung, đặc biệt là các nội dung phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và hưởng ứng tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực thị ủy Trương Bá Duyên nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng của việc thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, năm thứ hai thực hiện nghị quyết công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028, với quyết tâm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, qua đó chuyển hóa tiềm năng lợi thế của thị xã thành sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy kinh tế xã hội, sớm thực hiện hóa mục tiêu xây dựng thị xã Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực đến năm 2030, trở thành trung tâm kinh tế, đô thị ven biển trọng điểm của cả nước. Vì thế, đòi hỏi mỗi tổ chức, cơ quan, đoàn thể và từng cá nhân người lao động phải không ngừng phấn đấu, hoàn thiện, nâng cao năng lực để đóng góp nhiều hơn nữa đối với sự phát triển chung của thị xã. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đề nghị cấp công đoàn thị xã cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động, thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị để mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật quy định mới cho đoàn viên người lao động và chủ doanh nghiệp. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã và các cấp công đoàn, khối cán bộ, công chức, đoàn viên người lao động tiếp tục hưởng ứng đợt thi đua cao điểm tại cơ quan đơn vị để tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua trong công nhân, viên chức lao động trên địa bàn thị xã. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị quan tâm sâu sát hơn nữa đến hoạt động của các cấp công đoàn lãnh đạo chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp thực hiện phát động đợt cao điểm chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và hưởng ứng tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024, đạt kết quả tốt nhất ở cơ quan đơn vị mình. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thị xã và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 10 xuất quà với tổng giá trị 30 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ đoàn viên của Liên đoàn Lao động thị xã cho 10 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trao 20 xuất quà với tổng giá trị 26 triệu đồng của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cho đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn trong tháng công nhân. Sáng ngày 4 tháng 5, tại nhà thi đấu đa năng trường tiểu học thị trấn, cụm hội thao số 3 trực thuộc Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Sơn đã tổ chức khai mạc hội thao cán bộ, công chức, viên chức, lao động tại cụm số 3. Sự khai mạc có đồng chí Trần Thị Vân, thị ủy viên, chủ tịch liên đoàn lao động thị xã, các đồng chí ủy viên ban thường vụ liên đoàn lao động thị xã, các đồng chí là bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, hiệu trưởng các trường có vận động viên tham gia hội thao, tổ trọng tài và gần 200 vận động viên tham gia thi đấu. Tham gia hội thao cụm số 3 gồm các công đoàn, xã, phường, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn xã, phường, Trúc Lâm, Xuân Lâm hải thanh bình minh hải yến nguyên bình hải hòa hải nhân định hải ninh hải giải được thi đấu ở các nội dung bóng truyền hơi nam nữ và bóng truyền hơi nữ hội thao là sân chơi lành mạnh bổ ích nhằm nâng cao thể chất tăng cường sức khỏe tạo động lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển nâng cao đời sống tinh thần trong cán bộ công chức viên chức người lao động đây cũng là dịp để công chức viên chức người lao động giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm thắt chặt tình đoàn kết thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024, chiều ngày 3 tháng 5, tại nhà thi đấu Đà năng phường Tân Dân, Cụm hội thao số 4 trực thuộc Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Sơn đã tổ chức khai mạc hội thao cụm cho cán bộ công nhân viên chức lao động cụm hội thao số 4. Sự khai mạc có đồng chí Trần Thị Vân, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thị ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã, các đồng chí là bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân, hiệu trưởng các trường có vận động viên tham gia hội thao, tổ trọng tài và gần 200 vận động viên tham gia thi đấu. Hội thao công chức viên chức người lao động cụm hội thao số 4 gồm các đoàn viên công nhân viên chức lao động đang sinh hoạt tại các công đoàn xã phường, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn xã phường Hải Lĩnh, Tân Dân, Hải An, Hải Ninh, Hải Châu, Ngọc Lĩnh, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Các Sơn, Anh Sơn. Hội thao được thi đấu các nội dung bóng chuyển hơi nam nữ và bóng truyền hơi nữ. Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao thể chất, tăng cường sức khỏe, tạo động lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển, nâng cao đời sống tinh thần mà còn là dịp để các cán bộ công chức viên chức lao động trong cơ quan đơn vị được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã công hiến cho khán giả những cuộc so tài hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể của đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Nghi Sơn, trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ từ 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, các khu điểm du lịch trên địa bàn thị xã đã đón 86.700 lượt khách du lịch. Ghi nhận tại khu du lịch biển Hải Hòa, ngay sau lễ khai mạc du lịch biển Nghi Sơn năm 2024 được tổ chức vào tối ngày 26 tháng 4 với chủ đề Nghi Sơn Biển Ngọc Khát Vọng Vươn Xa. Từ ngày 27 tháng 4, tại khu du lịch đã đón một lượng lớn du khách đến tham quan nghỉ dưỡng tắm biển và tham gia các hoạt động văn hóa trò chơi dân gian truyền thống như biểu diễn trò diễn nấu cầm thi diễn sướng giá hổ cô bé thượng ngàn xe bóng truyền xa nam và tham gia hội trợ trưng bày quảng bá giới thiệu sản phẩm ô cốp tại khu du lịch biển hải hòa do thị xã tổ chức trong đợt này cùng với đó tại các điểm khu du lịch như khu du lịch bãi đông khu du lịch anh phát và các điểm du lịch tâm linh như đền thờ Hoàng Quốc Công Đào Suy Tử, đền thờ Vua Quang Trung, đền Lạch Bảng, chùa Đất Tiền, chùa Am Các, in dấu và lưu giữ các giá trị về văn hóa vật thể, phi vật thể, những lễ hội đền chùa đặc sắc cũng đã đón nhiều du khách đến tham quan, vãn cảnh. Để chuẩn bị các điều kiện đón du khách và phục vụ khai mạc du lịch biển Nghi Sơn năm 2024, trước đó thị xã đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, từ đó góp phần xây dựng khu du lịch biển hài hòa, an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách, đồng thời tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh tại khu du lịch, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, bán hàng xong làm mất mỹ quan khu du lịch. Thị xã cũng đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà hàng, khách sạn ở các khu du lịch. Bên cạnh đó, thị xã cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, bố trí khu vực bãi đỗ xe để phục vụ du khách khi đến tham quan nghỉ dưỡng, tắm biển tại các khu điểm du lịch trên địa bàn thị xã. Hiện nay, thị xã Nghi Sơn có gần 120 cơ sở lưu trú, trong đó có nhiều khách sạn 3 sao, 4 sao. Mục tiêu phấn đấu của thị xã là đến năm 2025 có 150 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó 10% được xếp hạng từ 3 đến 4 sao, có 75% lao động được đào tạo nghiệp vụ du lịch, xây dựng các tour nội địa gắn với các tour tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh, quảng bá về văn hóa thiên nhiên và con người nghi sơn, hướng tới phát triển du lịch theo hướng văn minh hiện đại, chuyên nghiệp, thu hút nhiều dự án du lịch lớn mang tính trọng điểm. Thưa quý vị và các bạn, trong lần về thăm Thanh Hóa lần thứ hai, chủ tịch hồ chí minh từng khen ngợi tiếng việt nam đến đâu thì tiếng điện biên phủ đến đó tiếng điện biên phủ đến đâu đồng bào thanh hóa cũng có một phần vinh dự đến đó để có được niềm vinh dự lớn lao của nhân dân thanh hóa trong chiến thắng lịch sử điện biên phủ thì chắc chắn không thể thiếu sự đóng góp hy sinh của nhân dân huyện tĩnh sa nay là thị xã nghi sơn trang sử vẻ vang đó đã và đang và sẽ là động lực to lớn để các thế hệ của thị xã Nghi Sơn viết tiếp với những thành tựu nổi bật trong xây dựng nền kinh tế xã hội ngày càng phát triển, quốc phòng an ninh ổn định, hướng tới mục tiêu đưa thị xã Nghi Sơn trở thành một trung tâm kinh tế, đô thị ven biển trọng điểm của cả nước vào năm 2030. Thực hiện lời kêu gọi của bộ chính trị, khu ủy khu 4 với khẩu hiệu: Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng thực dân Pháp xâm lược, đặc biệt khi chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn cam go giữa ta và địch, giành giật nhau từng chiến hào, thì nhu cầu về nhân lực, vật lực ngày càng cần thiết. Để đảm bảo chỉ tiêu của Trung ương giao cho thị xã về lương thực trong thời kỳ giáp hạt, nhân dân thị xã Nghệ Sơn lúc bấy giờ đã hăng hái xuống đồng, huy động lương thực trong dân tiếp viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ với tinh thần sốc bổ đổ thúng hậu phương thì tăng gia sản xuất cung cấp lương thực thực phẩm. Còn những dân công hòa tuyến, thanh niên sung phong, chiến sĩ điện biên phủ của thị xã Nghi Sơn ngày đêm vận chuyển hàng hóa, đào hầm, thông đường và trực tiếp tham gia chiến đấu tại các mặt trận của chiến dịch. Trong đó phải kể đến đại đội C112 của thị xã Nghi Sơn đã cùng với các đại đội của huyện Bá Thước, Quảng Sương, Hà Trung, Hàng Hóa, điều động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong cả cuộc chiến Đồng Xuân và chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng Bộ và Ủy ban Kháng chiến Hành chính của thị xã Nghi Sơn đã tổ chức 20 đợt dân công với hơn một vạn lượt người tham gia, hòa cùng với đoàn dân công của toàn tỉnh, trùng trùng điệp điệp ra tiền tuyến trên những phương tiện thô sơ như thuyền, bè, xe đạp thổ bước chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc trong chiến lược nghệ thuật quân sự của Đảng ta mà người trực tiếp chỉ huy tài giỏi là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đập tan cứ điểm Điện Biên Phủ và trở thành mồ chôn thực dân Pháp. Để từ đó, giành thế chủ động trên nghị trường bằng sự ra đời của Hiệp định Sơn Ever. Kết thúc thắng lợi vẻ vang 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ, chấn động địa cầu, đã khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và trở thành niềm tự hào không chỉ của dân tộc Việt Nam mà còn là niềm tự hào của các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đảng bộ nhân dân thị xã Nghệ Sơn đã góp phần không nhỏ cho sự nghiệp cách mạng và độc lập dân tộc. Những con số biết nói là minh chứng cho sự đóng góp hy sinh với gần 500 tấn gạo hàng hóa chi viện cho tiền tuyến, 2.500 thanh niên tổng quân cho các chiến trường, vận chuyển hơn 12 tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm, hơn nửa triệu lượt người tham gia dân công hòa tuyến, thanh niên sung phong. Trong số đó, có 400 cán bộ chiến sĩ cựu thanh niên sung phong đã anh dũng hy sinh và để lại một phần xương máu thanh xuân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi nhận những đóng góp lớn lao ấy, thị xã Nghi Sơn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2.381 bằng khen, 2.185 huy chương và 684 huân trường các loại. Phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam, uống nước nhớ nguồn. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền thị xã Nghi Sơn đã thực hiện nhiều chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chăm sóc đến các đối tượng người có công, gia đình chính sách, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Nghi Sơn đã tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà tri ân các thương binh, gia đình liệt sĩ, các đối tượng quân nhân, dân công hỏa tuyến, thanh niên sung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng thời chỉ đạo các xã phường thường xuyên quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để những gia đình liệt sĩ, cựu thanh niên sung phong cựu chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến, có cuộc sống, vật chất, tinh thần đảm bảo. Tri ân và tô đẹp trang sử vẻ vang của quê hương thị xã Nghi Sơn Anh Hùng trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghi Sơn đang cố gắng, nỗ lực và ra sức thi đua xây dựng thị xã Nghi Sơn, khu công nghiệp Nghi Sơn đến năm 2025, trở thành trung tâm kinh tế động lực của tỉnh và khu vực đến năm 2030 trở thành một trung tâm kinh tế đô thị ven biển của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Thanh Hóa nằm trong vùng tự do Thanh Nghệ Tĩnh và là cửa ngõ vùng tự do, vừa là hậu phương của kháng chiến. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Bắc Hồ, trực tiếp là Đảng bộ Thanh Hóa. Quân và dân Thanh Hóa thực hiện đường lối kháng chiến kiến quốc, đoàn kết vượt qua mọi hy sinh gian khổ, xây dựng Thanh Hóa thành căn cứ địa vững mạnh, chi viện kịp thời đầy đủ cho chiến trường. Phục vụ kháng chiến chống Pháp, hàng nghìn nữ thanh niên các vùng quê Thanh Hóa đã tham gia thanh niên xung phong, dân công vận tải, dân công hỏa tuyến và vượt qua nhiều thử thách gian khổ, hiểm nguy để làm đường, vận chuyển lương thực bằng đôi quang gánh dập diều trên những con đường gập ghềnh, treo leo qua núi đồi, suối sâu, trong đêm tối, chỉ có ánh trăng soi đường, nhiều lúc họ phải nín thở, im lặng, thận trọng từng bước chân để tránh bị lộ. Dù ở hậu phương hay ra tiền tuyến, phụ nữ Thanh Hóa gặp muôn vàn gian khổ, nhưng vẫn luôn luôn giữ tinh thần lạc quan, động viên, chia sẻ, cùng nhau vượt qua. Ở hậu phương, những người mẹ, người chị, người vợ, em gái đã gửi những lá thư động viên các chiến sĩ nơi chiến trường trở thành sức mạnh tiếp sức cho bộ đội. Với quyết tâm huy động sức người sức của tới mức tối đa cho chiến trường, tất cả cho chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong đợt vận chuyển cho chiến dịch Điện Biên Phủ đợt 3, dân công Thanh Hóa chiếm tới 80% và trong đó có tới 25.000 chiến sĩ nữ. Đã có nhiều tấm gương sáng của phụ nữ Thanh Hóa phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ được chính phủ và Hồ Chủ tịch khen thưởng tự hào với những chiến công góp phần làm nên chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Cán bộ hội viên phụ nữ các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đang viết tiếp mạch nguồn truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, đoàn kết, chung sức chung lòng, thực hiện có hiệu quả phong trào hoạt động hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng hình ảnh phụ nữ Thanh Hóa không chỉ đẹp trong thời kỳ kháng chiến mà đẹp trong cả thời bình, đẹp trong mắt bạn bè quốc tế với các phẩm chất yêu nước, Nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên. Dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã tham gia các hoạt động về nguồn tri ân, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Trong đó, hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hưởng ứng các hoạt động về nguồn của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên, tri ân anh hùng liệt sĩ tham gia hội nghị thắm mãi tỉnh quân dân tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, liên hoan các mô hình hoạt động sáng tạo, phát huy tập tục văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và đoạt giải ba. Các hoạt động trên nhằm khắc họa công lao của phụ nữ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của phụ nữ Việt Nam, đồng thời phát huy hơn nữa niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước và tinh thần cách mạng của cán bộ hội viên phụ nữ, nữ chiến sĩ và nhân dân, qua đó khẳng định vị trí vai trò của phụ nữ trong thời đại mới, xứng đáng với tám chữ vàng bác hộ tặng phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều gia đình, nhiều địa phương, rác thải sinh hoạt là thứ bỏ đi. Nhưng với những hội viên phụ nữ thị xã Ngây Sơn, xác thải sinh hoạt lại có giá trị thành tiền. Hội Phụ Nữ Cơ Sở đã gom nguồn tiền này, làm nhiều việc tử tế, nhân văn, thiết thực trong đời sống hàng ngày. Hội viên Tri Hội Phụ Nữ Thôn Đồng Tâm xã Hải Nhân vào mỗi buổi tối đi tập dân vũ, thể thao, cứ có phế liệu là tự nguyện sách ra tập kết tại ngôi nhà xanh đặt ở nhà văn hóa thôn mà không đợi thông báo. Việc thu gom phế liệu được thực hiện theo quý nhưng hội viên làm thường xuyên không ngần ngại. Chị Lê Thị Cường, tri hội trưởng tri hội phụ nữ, thôn Đồng Tâm cho biết, hàng ngày các gia đình thường phân loại rác thải sinh hoạt để xử lý, với những rác tái chế được như chai, lọ nhựa, bia cắt tông, vỏ lon, nước ngọt, các hộ để gọn gàng rồi bán cho người thu mua đồng nát. Thực hiện mô hình thu gom phế liệu, đều đặn các gia đình đều gom lại và mang ra nhà văn hóa thôn, góp cho tri hội phụ nữ Năm đầu, tri hội gom được 500.000 đồng trên một quý, nhưng qua tuyên truyền vận động, thuyết phục về ý nghĩa nhân văn của mô hình, năm sau gom được nhiều hơn. Riêng quý 1 năm 2024, tri hội đã gom được gần 1,4 triệu đồng. Từ nguồn này, tri hội dành tặng hơn 40 xuất quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo đặc biệt khó khăn, đỡ đầu một trẻ một côi khó khăn. Chị Nguyễn Thị Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Nhân chia sẻ, chị em trong ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ xã và đến tận nhà các hội viên tuyên truyền vận động giải thích về ý nghĩa của mô hình khi đó có gia đình ủng hộ có gia đình không tuy nhiên các chị vẫn kiên trì tuyên truyền để hội viên thấy việc làm thiết thực này bởi vậy các hội viên của 10 trên 10 tri hội đã tham gia và xây dựng ngôi nhà xanh đựng phế liệu năm 2022 toàn xã gom phế liệu bán được 21 triệu đồng năm 2023 tăng lên 65 triệu đồng. Từ nguồn này, các tri hội và hội liên hiệp phụ nữ xã đã giả soát hỗ trợ nhiều lượt phụ nữ trẻ em nghèo, trẻ mồ côi khó khăn từ 200 đến 300 000 đồng trên một suất. Mỗi tri hội còn nhận đỡ đầu một trẻ mồ côi 300 000 đồng trên một tháng từ nguồn gom phế liệu. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghệ Sơn là đơn vị đầu tiên trong triển khai mô hình thu gom phế liệu hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo tháng 12 năm 2019 và chọn xã phú sơn làm điểm ban đầu triển khai mô hình số lượng thu gom chưa cao hội đã đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ hội viên nòng cốt làm trước xây dựng kế hoạch thu gom bán và khi chép đầy đủ công khai chi tiêu để hội viên phụ nữ tin tưởng và ủng hộ do đó các tháng sau gom được nhiều hơn ngoài thu gom tại nhà các chị còn vận động các hộ có đám cưới sổ chạp cho vỏ lon chai nhựa. Sau hơn 4 năm triển khai đến nay, 31 trên 31 xã phường trên địa bàn đều triển khai mô hình với 204 tổ thu gom. Năm 2023 và quý 1 năm 2024, các cấp hội gom phế liệu quy ra tiền đạt gần 300 triệu đồng, thăm hỏi tặng hơn 1.400 xuất quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhiều đơn vị làm tốt như các phường Xuân Lâm, Trúc Lâm, các xã Phú Sơn, Hải Ninh, Hải Nhân, Tùng Lâm. Chị Lê Thị Hường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghi Sơn cho biết, nhận thấy hiệu quả của mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã nhân rộng trên toàn thị xã và đẩy mạnh tuyên truyền, chia sẻ mục đích ý nghĩa của việc thu gom phế liệu. Từ đó hội viên phụ nữ và người dân có ý thức hơn trong việc thu gom phế liệu, tiểu tích thành đại. Nguồn kinh phí này hỗ trợ nhiều cho hoạt động hội, tạo dấu ấn riêng trong phong trào phụ nữ luôn hướng về cơ sở về hội viên phụ nữ trẻ em nghèo mồ côi khó khăn có động lực vươn lên trong cuộc sống và góp phần bảo vệ môi trường ngày càng xanh sạch đẹp chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình năm ba sạch phong trào chống rác thải nhựa Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã hoàn thành và đưa vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 là nền tảng quan trọng trong phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xã hội số. Bộ Công an cho biết, tính đến giữa tháng 4 năm 2024, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 16 bộ, ngành, một doanh nghiệp nhà nước, ba doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương, tiếp nhận 1,5 tỷ yêu cầu tra cứu xác thực thông tin công dân, 650 triệu yêu cầu đồng bộ thông tin công dân. Như vậy, đa số các đơn vị đã kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác thực thông tin, giải quyết thủ tục hành chính. Qua giả soát, đến nay, toàn bộ 63 địa phương đã hoàn thành triển khai hạ tầng công nghệ, thông tin, phục vụ, kết nối hệ thống thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 63 cổng dịch vụ công cấp tỉnh, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của các tỉnh, 21 trên 22 cổng dịch vụ công của các bộ cơ quan ngang bộ trừ thanh tra chính phủ đã tích hợp phương thức đăng nhập thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, từ đó đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNID. Điều này giúp công chức viên chức tra cứu, khai thác các dịch vụ xác nhận số định danh cá nhân, thông tin hộ gia đình, tra cứu thông tin cá nhân, phục vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch và cung cấp dịch vụ công giúp người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp các thông tin cá nhân đã có trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch. Công dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập trên các cổng dịch vụ công để thực hiện các thủ tục hành chính và chuẩn hóa làm sạch các tài khoản dịch vụ công khi công dân đăng nhập. Đối với việc tích hợp đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử trực tiếp qua hệ thống định danh với các hệ thống khác theo nhu cầu Tính đến nay có 46 đơn vị đang phối hợp với Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội C06 để triển khai gồm 36 địa phương và 10 bộ cơ quan ngang bộ với 57 trang web ứng dụng. Trong số đó có 34 ứng dụng trang web đang tiến hành tích hợp trên môi trường kiểm thử, 9 ứng dụng trang web đang tiến hành kiểm tra an ninh an toàn, 5 ứng dụng đang tích hợp trên môi trường chính thức và 9 ứng dụng trang web đã hoàn thành triển khai. Về việc tích hợp cho phép công dân đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử trên cổng dịch vụ công, có 3 địa phương đã tích hợp đăng nhập thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó đã bao gồm đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử. Cũng theo Bộ Công an, mạng truyền thông số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, nhà nước kết nối 4 cấp hành chính tiếp tục được phát triển, tạo hạ tầng truyền dẫn ổn định, an toàn kết nối các hệ thống thông tin phục vụ chính phủ số. Đến nay, mạng đã kết nối đến 100% huyện, xã trên toàn quốc. Số bộ ngành địa phương đã triển khai trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng dẫn sử dụng công nghệ điện toán đám mây, đạt 71,43%. Tốc độ truy cập mạng băng rộng cố định đạt 104,08 MB, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ 41 và cao hơn trung bình thế giới là 87,79 MB. Tốc độ truy cập mạng băng rộng di động đạt 44,92 MB, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ 57 và thấp hơn trung bình thế giới là 48,47 MB. Tốc độ mạng của Việt Nam năm 2023 tăng từ 15 đến 30% so với năm 2022, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các dịch vụ yêu cầu tốc độ cao, các nội dung truyền thông đa phương tiện quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch thị xã nghi sơn chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất cao văn lâm biên tập văn tuấn kỹ thuật truyền dẫn phát sóng trung luyến cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại